Đây là một phiên live stream quảng bá sản phẩm và bán hàng trên mạng xã hội Facebook do một nhóm bạn trẻ tại làng nghề Mộc Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Trong lúc live stream, mỗi người một công đoạn nhưng phối hợp ăn ý với nhau, tận dụng công nghệ và sản phẩm đẹp để thu hút khách hàng. Phương thức giới thiệu sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ và bán hàng online này được nhiều hộ làm nghề Mộc Hòa Phong áp dụng, đặc biệt là lớp trẻ trong làng nghề. Công nghệ Internet thì phát triển rồi, thì cơ sở bên em tính theo tín hiệu 5.0, tính theo nền tảng Internet nào từ TikTok, nền tảng Fanpage hay YouTube. Cơ sở bên em tính tiếp cận theo doanh số là cấp 1 ngày phiên live, cơ sở bên em tiếp cận khoảng tầm 2.000 đến 3.000 khách hàng. Nó tương đối khách lượng cực kỳ là lớn ạ, vậy ủng hộ cơ sở bên em rất là nhiều. Chuyển đổi số làng nghề trong thời đại 4.0 đang được đẩy mạnh tại làng nghề Mộc Hòa Phong. Nhiều hộ đã linh hoạt tìm kiếm thị trường thông qua Internet. Những hình ảnh, video về quá trình sản xuất và sản phẩm của làng nghề được giới thiệu quảng bá trên Facebook, TikTok và trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã Hòa Phong. Chỉ đạo cũng như tuyên truyền cho nhân dân nhận thức rõ về công tác chuyển đổi số đối với các hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình có lĩnh vực là sản xuất là tiểu thủ công nghiệp cũng như sản xuất hàng đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn xã được phát triển, đồng thời nữa để tạo điều kiện cho nhân dân quảng bá các sản phẩm. Giống như ở làng nghề Mộc Hòa Phong, kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp cho nhiều hộ làm nghề ở làng nghề Chợ Bạc huyện Lai, xã Vũ Ổng huyện Ân Thi, vốn nổi tiếng với chế tác đồ trang sức, duy trì sản xuất, tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định. Điển hình như cơ sở chế tác và buôn bán đồ trang sức của gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan đã bước đầu ứng dụng công nghệ số vào các khâu tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Thì trước đây mình bán hàng truyền thống thì chỉ có những khách ở gần thôi. Từ khi mình tham gia bán trên mạng xã hội thì có khách ở khắp nơi trên cả nước. Lượng khách cũng đông hơn nhiều. Nhờ có mạng xã hội mà bán được, tiếp cận được nhiều khách hơn. Chúng tôi là tin tưởng vào thế hệ trẻ, là anh em đã áp dụng cái chuyển đổi số và bán hàng trên online là chính. Đấy, cho nên là hàng hóa vẫn đảm bảo cho làng nghề được phát triển tốt. Việc áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất, phát triển chuỗi giá trị tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn đang ở bước sơ khai, mới chỉ dừng lại ở việc quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm qua các trang mạng xã hội và kênh phân phối online. Số lượng các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong kinh doanh còn khiêm tốn. Nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trong các làng nghề, đặc biệt là huy động được các lao động trẻ có kiến thức về công nghệ thông tin, để hỗ trợ cho các cái lao động, các nghệ nhân, các thợ giỏi trong các làng nghề để áp dụng cái chuyển đổi số. Đồng thời sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể sản xuất, các cái người lao động trong làng nghề, xây dựng các cái video clip, các cái phiên live stream sản phẩm, xây dựng các cái hình ảnh sản phẩm, số hóa thông tin quy trình sản xuất các sản phẩm để đưa lên cái nền tảng mạng xã hội, các cái sàn giao dịch thương mại điện tử. Gia đình bà Phạm Thị Quyên ở thôn Nhạn Tháp trồng hơn một mẫu quất cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Nếu như trước kia, mỗi ngày gia đình cần huy động nhiều thành viên để chăm sóc và tưới cây, thì nay chỉ cần nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa đã kích hoạt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và phun sương cho cây. Đây là công nghệ tưới cây hiện đại có nguồn gốc từ Israel đã được nhiều hộ trồng quất cảnh ở xã Mễ Sở đầu tư lắp đặt. Công nghệ này vừa giúp giải phóng sức lao động của nông dân, vừa tiết kiệm được lượng nước và phân bón cho cây trồng bằng cách cho phép tưới nước nhỏ giọt từ từ vào tận rễ của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển tốt hơn. Lắp hệ thống tự động rồi bấm tự động được thì sẽ hạn chế được công lao động. Mà làm cây thì nó sẽ được nhiều ruộng vườn hơi, mình làm được nhiều hơn đấy. Cây nó cũng sẽ đẹp hơn vì nước nó ổn định, mình căn giờ, mình bấm bao nhiêu phút thì mình dừng lại. Chỉ đạo các cấp ngành thì tuyên truyền đến nhân dân là tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như giới thiệu và lắp đặt cái hệ thống tự động tưới nhỏ giọt mà trên cái hệ thống điện thoại thông minh. Khi thực hiện thì có thể là tưới đồng loạt được kiệt khoảng cái cánh đồng, có thể từ 1.000 đến 2.000 lu. Tại xã Mỹ Sở còn có mô hình trồng hoa lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao của anh Lý Bá Thể. Vườn lan rộng hơn 2.000 m² của chàng trai 9X này có hệ thống nhà lưới, nhà màng, 5 lớp tre bảo ôn để đảm bảo nhiệt độ trong vườn lan từ 25 đến 30 độ. Cùng với hệ thống làm mát được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho hàng vạn cây lan hồ điệp sinh trưởng và phát triển tốt.
quá trình trồng lan khép kín, từ nhiệt độ ánh sáng đến việc chăm sóc tưới nước cho lan đều kết hợp kinh nghiệm và công nghệ. Mỗi dịp Tết, vườn lan của anh Thể xuất bán hơn 100.000 giò lan hồ điệp, doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm. Chuyển đổi số nó giúp cho ngành nông nghiệp của tôi rất là nhiều, ví dụ như là kiểm soát về các cái nhiệt độ, ánh sáng trong nhà lưới, nhà kính, và thứ hai là về vấn đề quảng bá sản phẩm. Toàn xã Mỹ Sở có gần 1.000 hộ trồng hoa cây cảnh với tổng diện tích trên 150 ha, đa số là trồng quất cảnh. Bên cạnh thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ manh mún sang phương thức sản xuất tiên tiến, thì việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp đang là mục tiêu hướng đến của chính quyền địa phương và người dân làng nghề hoa cây cảnh xã Mỹ Sở. Từ khi đưa vào phục vụ du khách và được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh vào năm 2022. Mỗi ngày, Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt thu hút hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan bảo tàng gốm độc đáo và tìm hiểu quy trình làm gốm truyền thống. Thưởng lãm các tác phẩm điêu khắc ánh sáng, trung tâm đã đầu tư trang thiết bị và công nghệ hiện đại tiên tiến vào bảo tàng với quy mô hoành tráng và tính nghệ thuật đương đại cùng sự hội tụ tinh hoa truyền thống, giúp du khách có những trải nghiệm chân thật và ấn tượng. Tôi rất ấn tượng với các sản phẩm gốm và lịch sử lâu đời ở làng nghề. Không gian được bày trí kỹ càng hoài cổ, mang đến cảm xúc cho người xem và cảm nhận văn hóa Việt Nam thật tuyệt vời. Tại các gian trưng bày đều có mã QR để du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về mỗi tác phẩm trên nền tảng mạng xã hội. Trang web của Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt luôn đổi mới theo xu hướng và cập nhật thông tin nhanh chóng. Đặc biệt, trang bị công nghệ thực tế ảo 360, khám phá 3D giúp người dùng Internet trải nghiệm chuyến tham quan Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt từ xa với góc nhìn và tương tác mới lạ. Em cũng có thấy các hình ảnh của trung tâm đăng lên rất là hấp dẫn, và em cũng tìm hiểu rất nhiều những cái thông tin từ những cái trang truyền thông như vậy, nên em cũng quyết định ghé thăm đây. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ đưa vào cái hệ thống bán vé tự động của EZ, thì để có thể cho khách hàng có những trải nghiệm có thể mua vé online điện tử từ bên ngoài, hoặc là có thể tự đặt được để vào đến đây là chỉ có thể lấy vé bằng mã và có những cái mã QR đeo ở tay để các bạn có thể đi được các tầng. Quan tâm đến các trải nghiệm của du khách với công nghệ hiện đại, kết hợp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch và xúc tiến thương mại trên nền tảng số là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0 để du lịch làng nghề phát triển, góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.